chuẩn. Trong top 16 xin được gọi tên Nguyễn Thị Quỳnh, số bàn giành 3-4-5. Và bây giờ sẽ là bàn thể hiện quan điểm của Nguyễn Thị Lệ Nam. Sẽ có bao nhiêu gia đình đã có lúc tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những cuộc chiến cá nhân, nhưng điều quan trọng nhất là tin vào giá trị của bản thân, đội vương miệng chính mình, viết tiếp cuộc đời bằng trên hành trình nhiệt huyết bản lĩnh cá nhân. Mỗi chúng ta là một chiến binh và hãy chiến đấu vì giấc mơ của mình. No your value, wear your heart, write your own story. That's all for the Warriors. Xin cảm ơn ạ. Và tiếp theo xin mời thí sinh Nguyễn Thị Anh, số danh 345. Áo đen thôi. Thank you.
giám đốc điều hành công ty cổ phần John Hengvin sẽ lên trao giải Best Face. Trên kênh truyền hình VTV3 Đài truyền hình quốc gia Việt Nam và ai